Đình Tùng Voi xin hân hạnh giới thiệu truyện ngắn Bà Nhị Mù, tác giả Phong Tường, qua phần diễn đọc Giang Ngọc. Nhà Mỹ ở kế bên nhà bà Nhị, chỉ cách nhau cái giàn mồng tơi xanh mướt. Có lẽ được đất phù sa nuôi lớn nên lá mồng tơi nào cũng bự bằng cái miệng chén, còn trái mồng tơi thì bự bằng đầu đũa. Những trái mồng tơi tím liệm ẩn hiện sau những cái lá xanh, trông thích mắt vô cùng. Ngày nào Mỹ cũng tranh thủ tưới tiêu cho giàn mồng tơi ít nhất một lần. Nhưng thời tiết dạo này có vẻ oi bức nên cô chuyển sang một ngày tưới nước hai lần. Khi nào bận quá thì chồng cô sẽ là người làm thay. Như thường lệ, chiều chiều mát trời, Mỹ xách thùng tưới xuống sông lấy nước. Đang đứng tưới thì Mỹ chợt nghe bên tai có tiếng động. Cô liền ngẩng đầu lên. Bà Nhị lọ mọ đi từ trong nhà ra, nghe thấy tiếng nước chảy, bà liền biết ngay đó là Mỹ. Mỹ đó hả bây? Mỹ khẽ dạ, bà Nhị nói tiếp. Này lọ bánh nghỉ à con? Dạ, này máy ngoài lò bị hư nên không có mần bánh được, nên chú Tuấn cho nghỉ một bữa, nên giờ con mới rảnh đứng tưới nước cho cái giàn mồng tơi nè. Bà Nhị đưa hai tay về phía trước, quờ quạng tìm đường đi đến bên cạnh Mỹ. Coi chừng cục đá dưới gò kìa bà Nhị. Hai mắt của bà Nhị từ lúc sinh ra đã không thể nhìn được ánh sáng, có lẽ là do sinh non. Lúc đó tía má bà cơm còn không đủ ăn nên lấy đâu ra tiền chạy chữa cho bà. Thành ra bà phải sống trong cảnh mù lòa đến tận hiện tại đã gần 70 năm. Cũng có mạnh thường quân, nhà hảo tâm đến tài trợ cho bà đi mổ mắt. Nhưng bác sĩ nói mắt bà đã bị quá lâu nên chức năng đã không thể khôi phục được nữa. Với trình độ y học hiện tại, khiến bà Nhị có thể nhìn thấy là điều không thể nào. Từ nhỏ cho đến lớn, bà sống cùng tía má, anh hai và chị ba. Nhưng sau này đến tuổi dựng vợ gả chồng, anh hai và chị ba cũng lần lượt đám cưới rồi ra riêng ở. Cả hai ở cách nhà bà Nhị độ chừng 30 cây số. Thi thoảng họ cũng có về thăm nom bà và tía má. Nhưng cuộc sống khó khăn, còn phải đi làm tìm kế sinh nhai, nuôi con nhỏ ăn học nên tần suất về nhà của cả hai ngày một thưa thớt. Rồi cũng tới lúc bà Nhị biết yêu đương, bà yêu một anh què ở xóm dưới. Nói đúng hơn là anh què mê bà trước, mê giọng hát ngọt như mía lùi của bà. Chiều nào anh cũng đi qua đi lại trước cửa nhà bà để nghe bà hát. Tía bà là nghệ sĩ đàn cải lương, hôm nào không có đám, ông cũng ra trước nhà đàn tưng tửng cho con gái hát theo. Em chờ mâm trầu đưa tới, pháo hoa rêu nồng, mừng cô dâu trẻ du quy. Giang xinh xánh dài bên chồng, làng phấn hồng điểm tô mặt duyên. Tương lai có nhau trong đời, cùng gọi mời ngắm mây trời bay. Bài tủ của bà là bài Vọng Kim Lan. Phải nói, giọng bà Nhị mà hát bài Vọng Kim Lan là hay hết sảy. Giọng hát trong veo, ngọt ngào, thánh thót như chim kêu. Đến tận hiện tại, thi thoảng, bà vẫn ngồi trước thềm nhà mà hát bài Vọng Kim Lan năm nào. Chỉ khác là bây giờ giọng bà đã đục đục, khàn khàn, nghe có chút gì đó nức nở. Lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, bà Nhị bắt đầu nhận ra sự hiện diện của anh què. Thoạt đầu bà không để ý tới mấy, nhưng thời gian trôi qua anh què đánh bạo bắt chuyện với bà, rồi cả hai yêu nhau từ lúc nào không hay. Tía má bà Nhị dù biết chuyện nhưng không cấm cản. Có người chịu cưới con gái mình, cả hai vui mừng khôn xiết. Ngu sao mà cản cấm làm gì? Anh què và bà Nhị cứ yêu nhau như thế được 2 năm ròng. Cuối cùng anh què quyết định về thưa chuyện với tía má, xin phép cưới bà Nhị.
Hai bên gia đình không phản đối, đám cưới của bà Nhị và anh Què rất nhanh chóng đã được định ra. Nhưng hỡi ơi, cứ ngỡ bản thân đã sắp được hạnh phúc, thì biến cố không hiểu từ đâu lại ập tới với bà, anh Què chết. Một ngày của mùa hè như mọi ngày, bầu trời nóng như đổ lửa. Anh Què đi xuống cuối làng, mua nước mía lao về cho má uống giải nhiệt. Lúc đi ngang qua con đê, không hiểu tại sao anh lại vấp té, lăn ù xuống sông. Lúc đó con nước cũng khá lớn, mà mọi người đã ai về nhà nấy, xung quanh không có một bóng người. Đến lúc phát hiện ra thì anh Què đã xanh chành, tím tái, cái bụng căng tròn vì uống nước quá nhiều. Bà Nhị hay tin, trời đất như sụp đổ, bà ngồi phịch xuống đất mà chỉ biết kêu trời. Bà vừa chạy vừa bò ra chỗ con đê, mọi người cũng túa ra theo. Có người đang đi thì trông thấy bà Nhị đang vừa chạy vừa mò đường. Họ liền chạy lại dìu bà đi. Ra đến nơi, bà Nhị đứng không vững mà ngã khuỵu. Bà bò về phía anh Què mà tức tưởi khóc không thành tiếng. Dường như bao nhiêu bất hạnh tích dồn lại chặn ở cổ họng, hồng tước lấy chút dưỡng khí sau cùng. Bà chỉ kịp lên vài tiếng ú ớ rồi lăn đùng ra ngất xỉu. Mọi người có mặt thấy vậy thì vô cùng hoảng sợ. Đúng lúc đó thì tí má bà Nhị cũng hay tin chạy tới. Cả hai đưa con gái về nhà, lấy dầu xanh ra cạo gió. Một lúc sau thì bà Nhị tỉnh lại. Bà nằm thẫn thờ không nói một lời. Tí má bà chỉ biết đưa đôi mắt lo lắng nhìn nhau. Từ ngày đó cho đến lúc làm lễ động quan cho anh Què, bà Nhị không nói lời nào, cũng không khóc. Dường như một phần hồn phách của bà đã đi theo người chồng chưa danh chính ngôn thuận. Nhưng có lẽ trong lòng bà đã coi anh Què là chồng mình từ rất lâu. Một năm sau, vết thương nào rồi cũng phải đến ngày lành sẹo, bà Nhị cũng đã giật dậy được từ nỗi thống khổ kia. Cứ ngỡ mọi thứ đã trở lại quỹ đạo vốn có, nhưng nào ngờ ông trời một lần nữa không buông tha cho bà. Tía bà chết, không ai biết lý do tại sao tía bà lại chết. Rõ ràng chiều hôm đó, mọi người còn thấy tía bà đi dạo trong làng. Ai cũng nói tía bà còn khỏe cùi cụi, vậy mà đụng cái, sau một đêm tía bà lại lăn quay ra chết. Lúc sáng ra, má bà phát hiện thì tía bà đã tím tái cứng đờ. Bà Nhị chỉ biết bàng hoàng kêu lên một tiếng trời ơi, rồi đứng sững sờ chết trân như trời trồng. Đau thương nối tiếp đau thương, chỉ vài tháng sau cái chết của tía bà, má bà vì quá đau lòng mà cũng lâm bệnh nặng và từ giã cuộc đời vài tuần sau đó. Lúc bấy giờ đã quá đau lòng, bà Nhị không còn có thể kêu gào khóc lóc nữa. Có người từng nói tận cùng của nỗi đau là không còn cảm thấy đau. Có lẽ bà Nhị đã chạm đến tận cùng. Từ ngày tí má mất, anh hai và chị ba cũng thường xuyên về thăm bà Nhị hơn. Nhưng chỉ là thời gian đầu, sau vì quá bận bịu với công việc nên cả hai cũng không còn tâm sức để lo lắng cho đứa em gái số khổ. Từ ngày tí má mất, bà Nhị phải tự tìm cách nuôi sống bản thân. Bà dùng một thanh gỗ dài tới ngực để mò đường đi bán vé số. Bà đi từ sáng sớm tới chiều chiều mới thấy bà về nhà. Một tay bà cầm gậy dò đường, tay còn lại xách theo bịch đựng rau, ít thịt thà. Bà loay hoay thổi lửa nấu cơm, rồi ăn uống một mình ên. Sáng dậy đi bán, bà sẽ hâm ít cơm trắng còn dư để mang theo ăn trưa, cùng với ít muối mè. Có bữa thấy bà ăn uống tội quá, người ta mua cho bà hộp cơm sườn. Có bữa may mắn hơn, người hảo tâm mua hết toàn bộ vé số ngày hôm đó, thành ra bà được về nhà sớm. Nhưng bầu trời không phải lúc nào cũng trong xanh, sẽ có những ngày bà Nhị không may mắn. Ví như bữa đó đi không cẩn thận, té cái đụi bông gân ở cổ chân, bà phải nghỉ ở nhà gần cả tuần lễ mới có thể đi bán lại được. Có bữa xui hơn, bà bị lũ khốn nạn giật vé số. Chưa kịp kêu gào cầu cứu, tụi nó đạp bà té lăn quay ra đường.
Mọi người thấy vậy thì truy hô đuổi theo. Nhưng tụi khốn nạn đó rồ ga chạy bạt mạng, không ai dám đuổi theo. Bà Nhị chỉ biết ngồi co ro bên vỉa hè, gương mặt vì sợ hãi mà xanh chành, cắt không còn giọt máu. Người đi đường thấy tội nên mỗi người góp cho bà một chút, coi như là bù lại tiền vốn cho bà. Sau vụ đó, bà sốt mê man mấy ngày liên tục, Mỹ và chồng phải thay phiên qua chăm sóc cho bà. Hơn một tuần sau thì bà mới khỏe hẳn, thấy gạo trong nhà đã gần hết, bà Nhị phải tiếp tục cầm gậy dò dẫm từng bước chân ra khỏi nhà. Về với thực tại, bà Nhị mò mẫm đi về hướng phát ra giọng nói của Mỹ, bàn tay mò trúng vào mồng tơi. Bà Nhị liền dừng lại, Mỹ tò mò. Dì tìm con có chuyện gì không? Bà Nhị cười mớm mém. Vậy á, có mua cho Bay cái khăn tay nè, coi như cảm ơn Bay với chồng Bay á, bữa giờ chăm lo cho dì lúc ốm đau. Dì kêu người ta lựa cho cái màu đẹp đẹp á, không biết con có ưng không nữa. Nói đoạn, bà Nhị rút trong túi ra một cái khăn tay màu xanh lơ, ở giữa có thêu hình đám mây. Mỹ khẽ cười, đưa tay ra nhận lấy, trong lòng cảm thấy có chút ấm áp. Mèn đét ơi, dì mua chi cho tốn kém không biết nữa à. Giúp dì được cái gì á thì tụi con ráng giúp thôi. Dì đừng để dạ chi á cho nặng lòng nghe. Tụi con coi dì á như má của tụi con vậy, thương không hết nữa là. Bà Nhị nghe vậy thì cũng cảm thấy vui vui, như chợt nhớ ra gì đó, Mỹ nói tiếp. À, nay á, con có mua mấy chục ngàn xương về hầm với đu đủ hái sao hè? Để chút xíu nữa, con múc cho dì một tô ăn bồi bổ nghe. À, đêm qua chồng con có đi soi được mấy con ếch, còn đem đi kho hành ngon dữ lắm. Để con đem một con qua cho dì, nay dì khỏi nấu cơm chiều. Nói rồi, chị Mỹ dốc hết nước trong thùng vào gốc của giàn mồng tơi. Xong chị chạy đi cất cái thùng tưới, rồi quay người vào nhà. Một lúc sau, cô chạy ra, trên tay cầm theo một cái cà mên. Ngó không thấy bà Nhị đâu, cô mở cổng đi sang nhà bà. Vừa vào đến trong sân, thấy bà Nhị đang cầm chổi lụi hụi quét nhà, Mỹ liền chạy lại. Để con quét giùm dì cho, dì ngồi nghỉ đi. Bà Nhị đứng thẳng người lên. Dì cũng quét gần xong rồi. Nói đoạn, bà Nhị quờ quạng tìm cái hốt rác. Mỹ nhanh tay với lấy cái hốt rác gần đó đưa cho bà Nhị. Đặt cái cà mên cơm lên bàn, Mỹ quay sang nói với bà Nhị. Cơm á, con để trên bàn nghe dì Nhị, dì tự lấy ra ăn được không vậy? Bà Nhị mò mò cái móc để treo cây chổi lên, bà cười đáp. Mèn ơi, bày hỏi dì dư thừa vậy không biết, đó giờ tao tự ăn không hà chứ ai đúc. Mỹ cười gượng gạo, bà Nhị nói tiếp. Bày cứ để đó đi, dì ăn mình ên được, lát ăn xong á, dì rửa rồi á mang qua cho. Mỹ khẽ dạ một tiếng. Dạ, dì con về cơm nước cho chồng, có gì á thì dì cứ qua hú vợ chồng con một tiếng ngăn. Bà Nhị khẽ gật đầu, Mỹ quay người rời đi. Bà Nhị lọ mọ đi lại cái bàn mà Mỹ để cà mên cơm, ngồi xuống mò mẫm tháo ra, mùi đồ ăn thơm phức ngay lập tức khuếch tán trong không khí. Bà Nhị nuốt ực một ngụm nước bọt rồi bắt đầu chậm rãi cầm muỗng múc ăn. Sau khi đem cơm qua cho bà Nhị xong, Mỹ quay về dọn cơm ra chờ chồng về. Ngay lúc cô vừa dọn cơm xong thì ngoài trước chợt có tiếng người. Mỹ quay mặt hỏi vọng ra. Anh về rồi đó hả Bình? Anh Bình từ ngoài đi vào, cởi cái áo thun bạc màu treo lên cái móc trên tường, để lộ một tấm lưng trần săn chắc đang nhễ nhãi mồ hôi. Xong anh mới trả lời vợ. Bữa nay ông chủ thầu cho về sớm, cơm nước xong chưa em? Mỹ gật đầu. Em vừa dọn cơm xong, anh rửa tay rửa mặt đi rồi ngồi vào ăn luôn. Anh Bình chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Mỹ ngồi vào bàn trước, cô cầm cái giá múc cơm lên, múc cơm ra chén trước cho anh Bình.
Một lúc sau thì anh Bình quay trở lại. Anh ngồi vào đối diện với Mỹ, cầm chén cơm lên và một đũa lớn vào miệng. Anh vừa nhai nhòm nhòm, anh vừa hỏi. Bà Nhị bữa nay sức khỏe sao rồi em? Bà khỏe rồi anh. Mới nãy em xách nước tưới tiêu cho cái vàng mồng tơi. Bà còn ra tặng em cái khăn tay nữa. Nói tới đó, Mỹ bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt. Anh Bình nói tiếp. Em coi khuyên bà, nghỉ một vài ngày nữa rồi hãy đi bán lại. Chứ mới khỏi bệnh đi bán lại không may đổ bệnh nặng hơn thì khổ. Mỹ khẽ dạ. Ừ, đem lựa lời nói với bà. Mà cũng tội nghiệp, nếu bà không đi bán thì lấy tiền đâu nuôi thân. Anh Bình chẹp miệng. Hay, ừ, công nhận khổ dễ sợ. Cuộc trò chuyện bất thình lình rơi vào im lặng. Mỹ và anh Bình không biết nói gì thêm. Anh Bình do đi làm phụ hồ cả ngày nên bây giờ cơ thể đói lả. Anh tập trung ăn thật nhanh để đi tắm táp cho khỏe người rồi đi nằm nghỉ. Cơm nước xong xuôi, Mỹ bưng thau chén ra sàn nước ngồi rửa, còn anh Bình thì xuống bến sông tắm. Khung cảnh về chiều ở làng quê có vẻ tĩnh lặng và tiêu điều. Thi thoảng có tiếng chim bìm bịp vang lên sau hè. Rửa chén xong, Mỹ định bụng lấy quần áo đi tắm. Ngay khi cô vừa bước vào phòng tắm thì bên ngoài chợt có người gọi. Giọng nói khàn khàn, đục đục, đặc trưng của bà Nhị. Mỹ vừa nghe thoáng qua thì biết ngay đó là ai. Mỹ, Mỹ à, bay có ở nhà không vậy Mỹ? Mỹ vội treo đồ vào cái móc trên vách phòng tắm. Rồi cô quay người đi nhanh ra ngoài xem bà Nhị tìm mình có việc gì không. Nghe thấy tiếng dép lẹp xẹp tới gần, bà Nhị chỉ cần nghe tiếng bước đi là biết ngay đó là Mỹ. Đối với bà, không cần nhìn bằng mắt, chỉ cần tiếp xúc một thời gian nhất định thì thông qua mùi hương cơ thể, cách thức bước đi hoặc giọng nói, bà cũng có thể nhận ra đó là ai. Không đợi Mỹ mở lời, bà Nhị đã liền nói trước. Dì đem cái cảm ơn qua trả cho bay. Dì rửa đồ sạch sẽ hết trơn rồi. Mỹ đưa tay ra nhận lấy cái cảm ơn từ tay bà Nhị. Chèn đét ơi, mắc công gì quá, dì cứ đem qua để con rửa cho. Thôi, bay cho dì ăn, giờ để bay rửa nữa thì kỳ dữ lắm. Coi mần sao đặng. Với lại rửa có cái cảm ơn thì ai rửa không được. Sợ Mỹ lại nói tiếp vấn đề này, bà Nhị liền lảng sang chủ đề khác. Mà dì mò thấy vàng mộc tơi xum xuê quá à. Sợ mình ăn hổng hết, rồi nó héo thì uổng dữ lắm à. Hay lát bay ra ngắt lá với dì, để mai dì đem ra chợ bán. Có gì về dì chia cho bay một nửa, bay thấy sao? Mỹ cười xòa. Chia chát gì, dì Nhị ơi? Con phụ dì được cái nào thì con phụ, để con tắm xong rồi con hú dì qua ngắt, dì đợi con chút nghe. Ngó thấy sắc trời cũng còn sớm, Mỹ nói tiếp. À, mà thôi, để con phụ dì ngắt lá mồng tơi xong rồi đi tắm sao cũng được. Bà Nhị chỉ khẽ cười, giọng cười cũng khản đặc, khô khốc, hệt như giọng nói của bà. Trên bầu trời, đàn chim nối đuôi nhau bay về tổ sau một ngày mệt mỏi tìm ăn. Những cụm mây trắng trôi bồng bềnh hòa lẫn trong làn khói xám từ những cái ống khói tròn trên những mái nhà gần đó. Mùi gạo chín thoang thoảng trong không khí bay đến tận chỗ bà Nhị và Mỹ đang đứng. Bà Nhị dùng tay mò mẫm từng chiếc lá mồng tơi để kiểm tra độ tươi và non. Sau một lúc vừa ngắt vừa nói chuyện bâng quơ, Mỹ và bà Nhị cũng đã ngắt được kha khá, độ chừng 3-4 kg. Mò thấy cũng đã nhiều, bà Nhị liền nói. Thôi, bây nhiêu đây là được rồi. Thôi dì về, cảm ơn con nhiều ngang. Nói đoạn, bà Nhị xách rổ rau lững thững ra về. Mỹ đứng đó nhìn theo bóng lưng bà. Chờ cho bà Nhị đã về tới nhà an toàn rồi, cô mới quay trở vào nhà. Về đến nhà, bà Nhị đi tìm một cái bọc sạch bỏ số rau mồng tơi vừa ngắt được vào. Bà cẩn thận để nó ở một nơi thoáng mát rồi đi lấy nhang thắp cho tía má.
Mùi khói nhang thoang thoảng bay trong gió qua cửa sổ, sang tận bên nhà Mỹ. Ẩn trong gió như có như không, tiếng thở dài buồn buồn. Từ lúc qua cơn sốt, cơ thể bà Nhị cứ cảm thấy mệt mệt, không có sức, tay chân rã rời, ngày nào cũng vậy, nên trong lòng bà bắt đầu hơi lo lo. Chỉ sợ đổ bệnh không có tiền chạy chữa, mắc công ảnh hưởng tới vợ chồng Mỹ và mấy đứa con của anh hai với chị ba. Cảm thấy không có chuyện gì để làm, bà Nhị lấy mùng ra giăn, rồi khóa cửa nẻo cẩn thận, xong bà chui vào mùng. Một tay cầm theo cái radio đã cũ, tấn mùng xong, bà nằm xuống, mở radio lên nghe. Một chuỗi thanh âm rè rè nối tiếp nhau, vang lên giữa ngôi nhà tĩnh lặng. Bà Nhị nhanh chóng dùng ngón tay xoay núm điều khiển để dò đài. Loay hoay một lúc, sau cùng bà Nhị cũng đã dò được một đài cải lương. Vô tình đài đó cũng đang phát bài hát Vọng Kim Lan. Bà Nhị đặt cái radio sang một bên, rồi nằm đó hát nghêu ngao theo cô ca sĩ trong đài. Giọng hát khàn khàn đục đục, nghe như nức nở, khi lại tức tưởi, khiến ai nghe được đều không khỏi nao nao. Cứ hát, chợt bà Nhị nhớ tới anh Què, nhớ tới tía. Bà vô thức rơi nước mắt, dòng nước mắt chảy dài rơi xuống gối, thấm ướt một mảng lớn. Mỹ ở bên nhà, nghe thấy tiếng ca như nức nở của bà Nhị, cô chỉ biết thở dài. Em chờ mắm trầu đưa tới, pháo hoa rêu nồng, mừng cô dâu trẻ du quỳ, giang sinh sánh vai bên chồng, làng phấn hồng điểm tô mặt duyên. Tương lai có nhau trong đời, cùng gói mời ngắm mây trời bay. Nằm ca một hồi, bà Nhị ngủ quên khi nào không hay. Sáng ra, tiếng gà đầu tiên vừa gáy, độ chừng 4 giờ sáng, bà Nhị đã lờ mờ tỉnh dậy. Bà vén mùng lên chui ra, mò mẫm cuốn mùng, xếp mền. Xong bà cầm chổi và ra trước sân quét lá. Một tay bà cầm chổi, một tay bà đưa ra phía trước để dò dẫm, xem chỗ nào có lá thì bà dùng chổi quét về một góc sân. Lúc bà Nhị quét sân, quét nhà, lau nhà xong xuôi thì trời cũng đã bắt đầu hửng sáng. Bà tranh thủ xuống bếp hâm nóng ít cơm trắng rồi gói lại trong lớp lá chuối. Xong, bà bỏ gói cơm vào cái túi vải được Mỹ may tặng. Bà đeo túi vải lên lưng, một tay bà cầm gậy, tay kia xách bọc rau. Bà khóa cửa cẩn thận rồi quơ gậy mò đường đi ra chợ huyện. Bà không biết hiện tại đã mấy giờ bởi không nhìn thấy được mặt trời để đoán. Sợ là ra chợ trễ, không bán được rau, bà Nhị vô thức tăng tốc bước chân. Đang đi thì phía sau chợt có người gọi, bà Nhị liền đứng khựng lại. Dì Nhị ơi, đợi con. Nhận ra là giọng của anh Bình, bà Nhị quay lại cười hỏi. Kêu gì có mần chi không? Này á, bay đi đâu sớm vậy? Dừng xe lại bên cạnh bà Nhị, anh Bình cười đáp. Mấy nay á, con đi phụ hộ ở trên huyện á, nên phải đi sớm một chút, lên đó ăn uống cà phê chút rồi làm. Nay dì đi bán lại rồi hả? Bà Nhị gật đầu. Nay dì đi bán lại, chứ nghĩ hoài, chắc cặp đất mà ăn quá bay. Nhà dì á, gần hết gạo rồi. Anh Bình không biết nói gì, nên chỉ ậm ờ trong miệng. Thấy sắc trời cũng không còn sớm, anh liền đề nghị. Để con cho dì quá giang ra một đoạn. Nay con cũng lên huyện, sẵn tiện con chở dì đi lấy vé số luôn. Mắc công dì đi bộ vừa lâu vừa mệt. Bà Nhị cười khà khà, giọng cười khàn khàn đục đục của bà không lẫn vào đâu được. Vậy thì ngon dữ. Cho dì đi nhờ lên huyện nha. Mẹ ơi, mấy nay á, người ngợm cứ đau nhất
Mới đi được có một đoạn mà ê ẩm muốn không chịu nổi. Hay bộ xương già này không biết còn chống cự được bao lâu nữa. Chờ cho bà Nhị ngồi cẩn thận phía sau rồi, anh Bình mới đề máy chạy chậm chậm. Gió sáng mát lành thổi vào người, khiến bà Nhị cảm thấy tinh thần dễ chịu hơn đôi chút. Dù không nhìn thấy, nhưng thông qua cảm nhận tiết trời, bà đoán bữa nay sẽ là một ngày êm đềm. Đi ra tới lộ lớn, mùi đồ ăn dần được gió thổi đến bên cạnh bà Nhị và anh Bình. Tấp vào mua cho bà Nhị một ổ bánh mì và ly sữa đậu nành, rồi anh Bình thả bà xuống ngay đại lý vé số. Sau khi đã nhận vé cho bà Nhị xong xuôi, anh chào bà rồi quay đầu xe đề máy chạy đi. Bà Nhị cầm xấp vé số đi thẳng vào trong chợ. Lần theo trí nhớ, bà tìm cho mình một chỗ lọt thỏm giữa đám người đông đúc chen lấn. Tiếng rao hàng, chào hàng của những người tiểu thương vang lên không ngừng. Không khí của buổi chợ sớm luôn luôn là náo nhiệt như thế. Dưới sự thương tình của những người đi chợ sớm, nhoáng cái, bọc rau của bà Nhị đã hết sạch sành xanh. Bà Nhị vui vẻ đứng dậy, cầm gậy, bắt đầu lang thang khắp những con đường gần đó để tìm người mua vé số. Nhưng hôm nay có vẻ là một ngày không thuận lợi, bởi đã đi rất lâu rồi nhưng sắp vé số chỉ mới bán được 1/3. Bà Nhị uể oải ngồi xuống một cái ghế đá ven đường. Nắng trưa như thiêu đốt khiến bà Nhị cảm thấy sả rời chân tay. Run rẩy dùng bàn tay già nua mở nắp chai nước suối, bà Nhị khó nhọc uống từng ngụm nhỏ. Gương mặt bà lúc này tái nhợt, mồ hôi cả người túa ra như tắm. Ngồi nghỉ thêm một lúc để lấy lại sức, sau cùng bà vẫn phải đứng dậy tiếp tục đi bán cho kịp trước giờ xổ số. Cũng may là trời thương trời độ, đến giờ xổ thì trên tay bà chỉ còn lại 2 tờ. Bà Nhị thở phào ra một hơi, quay người đi tìm đường xuống chợ, mua vài ký gạo. Lúc bà khệ nệ xách túi gạo đi được một đoạn, thì bầu trời đột ngột đổ mưa dữ dội. Do không thấy đường đi tìm chỗ trú, bà Nhị chỉ biết quờ quạng cái gậy trong tay thật mau, rồi đi nhanh về phía trước. Đang đi nhanh, chợt chân vấp phải thứ gì đó, bà Nhị ngã sóng xoài lăn quay ra đường. Túi gạo văng ra khỏi tay bà, nằm ở một nơi gần đó. Bà Nhị luống cuống đưa tay mò mẫm xung quanh để tìm túi gạo. Tay còn lại, bà cố gắng che chắn cho ít tiền và 2 tờ vé số tránh khỏi nước mưa làm cho bị ướt. Đúng lúc đó thì anh Bình chạy ngang qua, ngó thấy bà Nhị bò càng giữa đường. Anh liền hốt hoảng dừng xe lại bên cạnh bà, lo lắng cất tiếng hỏi thật lớn để át đi tiếng mưa giông. Ủa dì Nhị, dì có làm sao không? Dì bị té hả? Bà Nhị mừng rỡ khi nhận ra đó là giọng nói của anh Bình. Bà nói vội, giọng nói khàn đục bị cơn mưa làm cho run rẩy đôi 3 phần vì lạnh giá. Mau lên, bày kiếm giúp dì cái bao gạo, dì vừa mới làm rớt á. Anh Bình vội vàng xuống xe lượm túi gạo lên. Anh án chừng túi gạo này khoảng 2 ký. Đối với anh, xách 2 ký gạo này đi một đoạn đường dài là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng đối với một người già yếu, mắt mũi lại không nhìn được như bà Nhị, có lẽ là một chuyện không dễ dàng chút nào. Nghĩ vậy, anh Bình không kìm được thương xót. Anh vội vàng chất túi gạo lên phía trước xe, rồi anh cẩn thận dìu bà Nhị lên xe. Lấy áo mưa cho bà mặc xong, anh nhanh chóng đề máy phóng xe đi. Con xe cũ mềm chạy lạch cạch dưới màn mưa trắng xóa. Đi được một đoạn, anh Bình vẫn không yên tâm, hỏi với ra sau. Hồi nãy dì bị té à? Dì có bị thương chỗ nào không vậy? Dì có thấy trong người khó chịu không? Bà Nhị đưa 2 bàn tay run run lên, bấu chặt vào vạt áo của anh Bình. Bà cười khà khà trấn an. Mẹ ơi, mưa gió được trơn trợt nên tao bị té thôi, không có làm sao cả. Tao vẫn khỏe mà, cổ tay hơi đau đau chút thôi.
Tao còn nợ đời nhiều dữ lắm. Ông trời á chưa cho tao đi sớm vậy đâu. Dứt lời, bà Nhị cười lên khùng khục, tiếng cười khàn đặc, nghe như chua xót, lại giống mỉa mai. Anh Bình nghe vậy, không biết tiếp lời thế nào nên đành im lặng. Suốt quãng đường về nhà, không ai nói thêm với ai câu nào. Đến khi gần tới nhà rồi, bà Nhị mới sực nhớ ra gì đó. Ủa, sao nay bay về sớm vậy Bình? Tại trời mưa dữ quá, không say xiết gì được hết trơn, nên người ta cho nay về sớm một bữa. Cũng may là bữa nay được về sớm, nên mới thấy dì té ngoài đường đó. Chẹn ơi, hồi nãy thấy dì ngồi mò mò giữa đường mà con hú hồn vậy đó. Lỡ xui xui gặp lũ khốn nạn đua xe, không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra nữa. Nói tới đó, anh Bình không kìm được mà thoáng đánh cái rùng mình. Bà Nhị cười khục khục vài tiếng rồi cũng không nói thêm lời nào. Đúng lúc đó thì cũng đã tới nhà. Anh Bình đưa bà Nhị vào tới bên trong nhà rồi mới quay trở ra xe về lại nhà mình. Mỹ ngồi trong nhà lên lai quần cho khách, ngó thấy anh Bình từ bên ngoài chạy vào, cô liền ngạc nhiên đứng dậy. Ủa, sao nay dậy sớm vậy? Bộ công trình có trục trặc gì hả anh? Anh Bình gạt chân chống, chân còn lại di di cái nùi dẻ để lau dấu sình của bánh xe trên gạch. Bữa nay mưa gió dữ quá, không có say xiết gì được, nên người ta cho anh về sớm một bữa. Mỹ khẽ dạ một tiếng, ngó thấy bộ quần áo của chồng đã ướt sũng, cô vội nói. Anh ra sau thay bộ đồ khác đi, ướt chèm nhẹp hết trơn hết trội rồi. Để em xuống bếp nấu cho anh tô canh gừng uống giải cảm, xui xui trúng gió đổ bệnh thì khổ thân. Anh Bình khẽ ừ. Ừ, sẵn nấu cho dì Nhị luôn. Hồi nãy anh về dọc đường, thấy bà bị té bò càng giữa đường, quần áo ướt nhẹp à. Cũng may là anh gặp được, nên anh chở về luôn. Hồi nãy anh hỏi bà có bị thương chỗ nào không, thì bà nói không. Em coi bưng qua cho bà tô canh gừng, rồi ngó thử người bà có bị thương ở đâu không. Phát hiện kịp thời đưa lên bệnh viện, nhiều khi người ta còn can thiệp sớm, không để lại hậu quả hay biến chứng gì quá nặng nề. Mỹ hết hồn. Anh nói sao? Dì Nhị bị té giữa đường hả? Hỏi xong, không để anh Bình kịp trả lời, Mỹ đã tất tả quầy quả rời đi. Cô bắt cái nồi lên bếp, nấu một nồi canh bự, xong cô múc ra một cái tô nhỏ. Mỹ bưng tô canh với hộp bông băng thuốc đỏ, dầu xanh, đội nón lá chạy băng qua nhà bà Nhị. Qua đến nơi, thấy bà Nhị đang nằm co ro, đắp mền trên cái sạp tre. Cô liền lo lắng chạy lại hỏi thăm. Con nghe chồng nói, dì mới té hả? Dì có bị làm sao không? Có bị thương chỗ nào không vậy? Hay con kêu chồng con đưa dì đi bệnh viện nha? Bà Nhị lầm cầm bò dậy, nghe Mỹ nói tới đi bệnh viện, bà liền xua tay, lắc đầu ngoài ngoại. Thôi thôi, bây cho dì xin. Dì nói rồi, người dì khỏe cùi cùi à, không có bị đau đớn chỗ nào hết trơn hết trội á. Đi bệnh viện mận cái chi cho mắc công tốn kém. Mỹ vẫn không yên tâm, cô đưa tay vén áo quần bà Nhị lên kiểm tra một loạt. Sau khi đã chắc ăn là chỉ có vài vết bầm nho nhỏ, cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc bấy giờ mới sực nhớ ra tô canh gừng trên bàn, Mỹ vội vàng cầm lấy đưa cho bà Nhị. Con có nấu nồi canh gừng cho chồng về dì uống giải cảm. Đi mưa kiểu này không may bệnh chết, uống miếng canh gừng cho ấm bụng. Bà Nhị run run cầm lấy tô canh gừng từ tay Mỹ. Bà đưa lên miệng uống một hơi dài, nước canh do để ngoài nhiệt độ lạnh khá lâu nên không còn nóng hổi như lúc mới múc ra tô nữa. Bà Nhị uống liên tục vài ngụm lớn, nước canh ấm theo thực quản chảy xuống dạ dày xua đi sự lạnh lẽo của cơn mưa vẫn đang ngoan cố đeo bám trên từng thớ da thịt. Nhoáng cái tô canh gừng đã cạn sạch, bà Nhị khẽ hà ra một hơi sảng khoái, đưa cái tô đã trống không lại cho Mỹ. Bà Nhị tóm tém nói: "Chị cảm ơn nha, đang lạnh trong người, uống tô canh gừng vô là đúng điệu luôn à. Giờ chị thấy khỏe hẳn rồi à." Dù nghe bà Nhị nói như vậy, nhưng Mỹ vẫn không chịu ra về,
cô nán lại thêm một lúc, lấy chai dầu xanh ra, xoa vào những chỗ bị bầm cho bà Nhị. Xong cô ngồi đó, đợi đến lúc bà Nhị chìm hẳn vào giấc ngủ, rồi mới đứng lên ra về. Lúc Mỹ về tới nhà, thì trời cũng vừa hay tạnh mưa. Xuống bếp, thấy chồng đang ngồi ăn canh, cô liền tới ngồi vào đối diện. Nhìn thấy gương mặt thoáng cau lại của vợ, anh Bình liền quan tâm hỏi. Em bị sao vậy? Sao mặt mày khó coi quá chừng? Bộ bà Nhị bị làm sao hả? Có cần anh đưa đi bệnh viện không? Mỹ lắc đầu. Dì Nhị vẫn khỏe, chỉ bị bầm vài chỗ thôi anh, chỉ là... Nói tới đó, Mỹ chợt thở dài, im lặng một lúc, cô nói tiếp. Hay, chỉ là em thấy thương dì quá, không biết kiếp trước dì làm cái gì có lỗi mà kiếp này lại khổ dữ vậy không biết nữa. Nhiều khi em thương dì dữ lắm, mà nhà mình không có khá giả gì đâu. Em chỉ biết ráng giúp dì được cái gì thì ráng giúp thôi à. Anh Bình cũng gật gù. Ừ, tội nghiệp gì, số gì khổ quá, già cả mà không có con cháu bầu bạn. Mỹ thở dài. Gió bên ngoài đột ngột xiết lớn như đồng thuận với lời cảm thán của vợ chồng Mỹ. Cuộc trò chuyện đột ngột rơi vào im lặng. Mỹ và anh Bình mỗi người theo đuổi một dòng suy tư riêng. Cả không gian chỉ còn lại tiếng len keng của muỗng và thành tô sành va vào nhau mỗi lần anh Bình múc canh. Sau cơn mưa, bầu trời không hề có một vệt nắng nào. Vạn vật chìm trong một màu âm u. Gió lạnh thổi từng cơn qua những tán lá, mặt đường lầy lội, trơn trượt, khó đi vô cùng. Bên ngoài chợt có tiếng rao của một người phụ nữ trung niên. Ai khoai lang nhào đường không? Cảm thấy bụng có chút đói, Mỹ nhấc người khỏi giàn máy may, chạy ra sân. Dì Tím, bán con 5.000 khoai lang ngào. Bà Tím là một người phụ nữ trung niên với thân hình nhỏ thó, mái tóc búi củ tỏi gọn gàng phía sau, gương mặt lấm tấm tàn nhang. Bà ta đội trên đầu một cái thúng đan bằng tre, bên trong chứa đầy ắp khoai lang ngào với đường thốt nốt, thơm phức, do chính tay bà ngào tại nhà. Để cái thúng khoai xuống một cục đá bự gần đó, bà Tím lấy ra một cái bọc nhỏ rồi bắt đầu dùng lon múc khoai cho vào. Vừa làm bà vừa bắt chuyện với Mỹ. Này không biết làm sao mà mưa dữ thần à, rõ ràng là hồi sáng thời tiết đẹp quá chừng. Mỹ cũng gật gù. Hồi sáng nhìn trời, con cứ tưởng hôm nay nắng đẹp, ai có về à? Bà Tím nói tiếp, mưa gió kiểu này không biết bà Nhị đi đứng có được không nữa. Chà, thiệt tội nghiệp hết sức à. Mỹ thở dài. Hey, hồi chiều nay lúc trời mưa bà đi bán vé số về. Đi dọc đường thì té lăn quay, cũng may là chồng con bắt gặp rồi chở về. Con mới nấu tô canh gừng cho bà, dơi sức dầu vô mấy cái chỗ bị bầm á. À, nhà bay sát bên nhà bà, có gì hai đứa trong nơm bà. Coi như mình tích phước cho con cái sau này đi con. Bà con xa không bằng láng giềng gần mà. Mỹ khẽ dạ, rồi cầm lấy bọc khoai lang ngào đường, trả tiền cho bà Tím xong, cô chào bà, rồi quay người vào nhà tiếp tục công việc. Nhoáng cái trời đã chạng vạng, Mỹ xuống bếp hâm đồ ăn lại rồi dọn cơm lên. Chợt nhớ tới bà Nhị, cô lấy cà mên cho ít cơm canh vào, rồi quay vào buồng gọi lớn. Anh ơi, anh đâu rồi? Ra đây em nói nghe nè. Anh Bình lè nhè đáp vọng ra. Một lúc sau anh mới xuất hiện trong bếp, gương mặt vẫn còn lờ đờ vì say ngủ. Anh mang cơm canh qua cho bà Nhị giùm em với, em đang lỡ tay rồi. Anh Bình ậm ờ rồi cầm cái cà mên trên bàn lên, quay người đi nhanh một lúc. Một lúc sau anh quay trở lại, vừa thấy anh, Mỹ liền hỏi. Dì Nhị sao rồi anh? Hồi nãy anh qua thì thấy bà nằm đắp mền, chắc là ngủ. Anh gọi bà dậy ăn cơm rồi, mà như dạo này anh thấy bà hơi ốm thì phải. Mỹ ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng gật gật đầu tán thành. Anh nói em mới để ý, đúng thật, dạo này dì Nhị ốm xuống nhiều.
Trong mắt Mỹ chợt ánh lên một tia lo âu. Hay bữa nào rảnh rảnh, anh chở dì Nhị ra bệnh viện huyện khám sức khỏe thử coi bác sĩ nói sao. Anh Bình gật đầu, bên ngoài trời lại mưa rơi lất phất, những giọt mưa tí tách rơi lên mái tôn tạo thành những tiếng lập đập nho nhỏ kéo dài. Bữa cơm chiều của vợ chồng Mỹ diễn ra trong sự im lặng, không ai nói với ai câu nào. Mỗi người theo đuổi một dòng suy tư riêng. Bên ngoài, mưa vẫn đều đặn, hòa lẫn trong tiếng gió rít, nỉ non. Vạn vật bị nhấn chìm bởi một màu trắng xóa của nước mưa. Cũng vì cơn mưa lớn, lúc xế chiều và cơn mưa xả rít hiện tại, mà con nước dưới sông dâng cao khỏi bến. Nước ngập mặt đường làm cho con đường lầy lội, gần như không thể đặt chân bước đi. Bất thình lình có một tiếng sấm nổ đùng đùng. Bóng đèn trên trần nhà ngay lập tức vụt tắt, Mỹ thảng thốt. Trời đất ơi, cúp điện rồi. Anh Bình chẹp miệng. Má cha nó, cúp điện giờ này không biết khi nào mới có lại nữa. Mỹ vội vã, lần theo trí nhớ, chạy đi tìm cái đèn dầu. Bóng tối phút chốc đã bị ánh sáng le lói từ tim đèn xua tan một phần. Ngôi nhà bất giác chìm trong cảm giác tranh tối tranh sáng. Tranh thủ ăn thật nhanh để xong bữa cơm, Mỹ để cho anh Bình rửa chén. Cô chạy qua nhà bà Nhị để coi tình hình bà bây giờ thế nào. Ngôi nhà bà Nhị bị bóng tối nuốt trững. Cũng may là Mỹ có thủ sẵn cái đèn pin trong người. Lia đèn pin một vòng, cô thấy bà Nhị vẫn nằm co ro trên sạp tre. Trên người đắp một cái mền bông đã cũ kỹ, có vài chỗ còn bị rách bươm. Cầm đèn pin đi lại cái bàn gần đó, Mỹ nhìn thấy cằm bên cơm vẫn còn y thinh. Cơm canh chỉ vơi đi một ít. Đưa tay chạm nhẹ vào bên ngoài ngăn đựng canh để kiểm tra nhiệt độ. Chúng đã nguội lạnh từ bao giờ? Mỹ lo lắng, quay người đi lại chỗ bà Nhị đang nằm. Cô khẽ đưa tay, lay lay nhẹ. Dì Nhị, dì Nhị ơi, dì nghe con gọi không? Dì Nhị, dì Nhị. Bà Nhị yếu ớt mở mắt ra, nhận ra đó là giọng nói của Mỹ. Bà thều thào trả lời. Giọng nói khàn đục vang lên khe khẽ giữa không gian điều hiu, lạnh lẽo. Dì nghe nè Mỹ, bây kêu dì có chuyện gì à? Nghe thấy giọng nói yếu ớt của bà Nhị, nỗi lo lắng trong lòng Mỹ càng gia tăng. Cô vội vàng đưa tay lên kiểm tra thân nhiệt của bà Nhị, chợt cô bàng hoàng nói lớn. Thánh thần thiên địa ơi, sao trán dì nóng dữ vậy? Hình như dì bị sốt rồi nè. Bà Nhị cười yếu ớt. Dạ rồi, dễ bệnh. Chắc tại hồi chiều dầm mưa đó. Mai mốt khỏe lại liền à. Im lặng một lúc, bà Nhị nói bâng quơ. Mà dạo này bà anh biết à, chắc là dì sắp đi rồi bé à. Mà kể ra đi sớm cũng khỏe, ở lại khổ quá khổ, liên lụy cái khổ tới hai vợ chồng bay nữa. Hey, kiếp này coi như dì nợ vợ chồng tụi bay. Mai mốt dì có đi thì dì sẽ phù hộ hai đứa bay ăn nên làm ra, coi như trả lại ơn nghĩa kiếp này. Mỹ hốt hoảng, đưa tay lên bụm miệng bà Nhị lại. Dì à, dì đừng có nói gỡ như vậy, dì còn khỏe dữ lắm, sống thêm chừng chục năm nữa là chuyện dễ như trở bàn tay thôi à. Bà Nhị chỉ khẽ cười chứ không nói gì thêm, bởi thân thể bà hiểu rõ hơn ai hết. Có lẽ nó không còn chống cự được thêm bao lâu nữa, bà không muốn nói ra vì sợ Mỹ và anh Bình xin lo. Rồi đưa bà đi bệnh viện này bệnh viện kia. Kiếp này bà nợ vợ chồng tụi nó đã quá nhiều. Hai đứa nó không phải là ruột rà máu mủ gì với bà, nhưng tụi nó lại quý bà như người trong nhà. Chăm lo săn sóc bà mỗi khi lâm bệnh, bà cảm thấy phiền hà tụi nó bấy nhiêu đã quá đủ. Thấy bà Nhị đột ngột im lặng, Mỹ cũng không biết phải nói gì thêm. Cuộc trò chuyện chóng vánh kết thúc tại đó. Bên ngoài, tiếng gió rít nho nhỏ và tiếng mưa lách tách
vọng vào nhà, kéo theo là một làn gió se se lạnh. Bà Nhị vô thức kéo mền lên phủ kín cả người. Mỹ đứng thẳng dậy, cô đi tìm thuốc hạ sốt cho bà Nhị uống. Sau khi đã cho bà Nhị uống thuốc xong xuôi, Mỹ vẫn không an lòng, căn dặn. Dì đừng có ra ngoài vào lúc này nha. Bên ngoài nước ngập lên cao rồi, đường lầy lội, khó đi dữ lắm. Có gì cần gì thì dì cứ kêu con. Lát nữa con qua thăm dì, giờ con về tắm rửa một cái, nha dì. Bà Nhị khẽ ừ, Mỹ đưa tay lên sờ trán bà Nhị thêm một lần nữa, rồi mới chịu quay người rời đi. Về đến nhà, vừa nhìn thấy anh Bình, cô liền gấp gáp nói. Dì Nhị bị sốt rồi, anh chạy sang nhà thuốc mua cho dì hai ngày uống đi, với thêm vài miếng hạ sốt nữa. Không hiểu sao em cứ thấy trong lòng lo lo. Anh Bình nặng nề gật đầu, rồi xách xe ra đề máy, lao đi trong màn mưa rả rích. Mỹ tranh thủ lấy quần áo vào nhà tắm, xối sơ vài ca nước, rồi lau người, mặc quần áo bước ra. Dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu, cô khó khăn bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Lúc Mỹ dọn nhà xong xuôi, thì ở nhà trước cũng có tiếng xe của anh Bình vang lên. Mỹ chạy ù ra, anh Bình chìa gói thuốc cho cô. Mỹ khẽ khàng, đưa tay ra nhận lấy. Đúng lúc đó thì bóng đèn trong nhà vụt sáng, anh Bình thở phào. Hey, cuối cùng cũng có điện. Mỹ tranh thủ ngồi vào dàn máy may, lên lai cho xong mớ quần áo của khách, để ngày mai còn giao cho người ta. Tiếng động cơ máy may cứ vang lên đều đặn, hòa lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích. Anh Bình nằm trên cái võng gần đó, khẽ đu đưa qua lại, mắt nhìn không rời vào trận liên quân trong điện thoại. Độ chừng một tiếng sau thì Mỹ xong xuôi công việc. Cô quờ lấy cái nón lá, đội lên đầu rồi cầm lấy gói thuốc chạy qua nhà bà Nhị. Vừa vào đến bên trong sân nhà, Mỹ liền nghe thấy loáng thoáng một bài cải lương phát ra từ cái radio cũ kỹ. Giọng nói của cô phát thanh viên khi rõ khi rè, càng tăng thêm cảm giác quạnh hiu cho ngôi nhà. Mỹ bước tới bên cạnh bà Nhị, vừa nghe thấy tiếng chân, bà Nhị đã liền cất giọng. Bày qua thăm dì đó hả Mỹ? Dì khỏe rồi, qua chi cho mắt công không biết nữa. Mỹ không đáp, cô khẽ đặt gói thuốc lên bàn, rồi quay sang nói với bà Nhị. Con mang thuốc với miếng dán hạ sốt qua cho dì nè. Dì thấy trong người sao rồi, có đỡ hơn chút nào chưa? Bà Nhị vẫn nằm trùm mền, thều thào đáp. Đỡ hơn hồi nãy rồi. Mỹ vô thức đưa tay lên sờ nhẹ vào trán bà Nhị. Đúng như lời bà Nhị nói, có vẻ như cơn sốt đã rút lui. Trán bà lúc này chỉ còn hơi ấm ấm. Mỹ xé một miếng dán hạ sốt ra, khẽ khàng dán vào trán của bà Nhị. Xong, cô kéo ghế ra, ngồi đó, đưa đôi mắt lo lắng nhìn bà Nhị. Bên tai nghe vu vơ bài cải lương từ cái radio, đoán có thể trời đã khá trễ. Bà Nhị bèn nói, thôi, bây giờ coi ngủ nghỉ gì đi, cũng trễ rồi, dì không sao đâu. Mỹ thoáng lưỡng lự, hay con ở lại ngủ với dì nha, chứ để dì ở đây một mình, con không yên lòng. Bà Nhị vội xua tay, từ chối, thôi, về ngủ với chồng đi cô nương, dì ở một mình được, không sao hết. Chứ nhà dì ợp ẹp, mắt công còn khó ngủ nữa. Mỹ ngập ngừng, nhưng sau cùng không hiểu cô nghĩ thế nào mà lại khẽ gật đầu đứng dậy. Ừ, vậy thôi con về. 5 tiếng sau á, dì nhớ uống thuốc nghe. Thuốc con chia sẵn như mọi khi rồi đó. Thôi con về, khuya khuya con qua. Dì khép cửa hờ thôi nghe. Bà Nhị khẽ ừ một tiếng. Mỹ khép cửa nẻo cẩn thận giùm bà Nhị, rồi quay người đi về lại nhà. Về tới nơi, không thấy anh Bình đâu, đoán có thể anh đã vô buồng nằm. Mỹ tranh thủ đánh răng rửa mặt, rồi khóa cửa tắt đèn vào theo. Ngó thấy anh Bình đã ngủ say, Mỹ rón rén nằm xuống bên cạnh.
Cô nhắm hai mắt lại, cố gắng ru bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng nằm trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Không hiểu tại sao, trong lòng Mỹ cứ cảm thấy lo lo. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều đặn. Cơn mưa kéo dài từ lúc chạng vạng cho tới tối mờ vẫn chưa chịu dứt. Những hạt mưa thi nhau nặng nề, xối lên mái tôn, hòa lẫn vào tiếng gió xiết qua ô cửa sổ, khiến lòng dạ Mỹ ngày càng trở nên nặng nề hơn. Nằm miên man mãi, sau cùng, Mỹ cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Về phần bà Nhị, sau khi Mỹ ra về, bà cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ. Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa, khiến bà Nhị vô thức kéo mền lên, trùm qua khỏi đầu. Cơ thể ngày càng lạnh buốt, tay chân rã rời không còn sức lực, lòng ngực như có ai đó thiết chặt, khiến bà không thể thở nổi. Mỗi lần hít thở là mỗi lần đau buốt, não bộ do thiếu dưỡng khí mà dần trở nên mơ hồ. Bà Nhị quờ quạng, tay chân như con cá mắc cạn. Hai mắt trợn tròn, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, định bụng sẽ bò xuống giường, lết qua cầu cứu vợ chồng Mỹ. Nhưng đúng lúc đó, bên tai chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Đó là giọng nói của anh Què. Đi thôi Nhị ơi. Tiếp sau đó là giọng nói của tía má bà. Đi thôi con, tí má về trước con nè. Khổ nhiêu đó đủ rồi con ơi. Sợi cầu xin sau cùng chính thức Đức Phật, bà Nhị nằm đó đợi chờ giây phút được giải thoát khỏi bể khổ đời người. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau đó thôi, hơi thở bà trở nên yếu dần rồi tắt hẳn. Bà Nhị chết rồi. Một cuộc đời khổ sở chính thức khép lại. Ngoài trời, mưa đột ngột trở nên dữ dội hơn. Tiếng gió xiết hung tợn qua ô cửa sổ đánh thức Mỹ dậy. Ngó đồng hồ, thấy đã hơn 1 giờ đêm. Cô trở người tìm cho mình một tư thế thoải mái hơn, rồi nhắm mắt lại, định bụng sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Nhưng chợt nhớ ra bà Nhị, trong lòng Mỹ chợt dấy lên một cảm giác nóng ran. Sợ có chuyện chẳng lành, cô liền lầm cầm bò dậy vén mùng lên. Anh Bình nghe động, liền mở mắt ra xem, thấy vợ dường như định đi đâu đó, anh liền tò mò hỏi. Ủa, em không ngủ đi, giờ này còn định đi đâu nữa? Em qua coi bà Nhị thế nào rồi, sao em thấy trong lòng cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên, anh ngủ tiếp đi. Nói đoạn, Mỹ gấp gáp lấy nón lá đội lên đầu, rồi chạy băng băng dưới màn mưa. Không hiểu vì lý do gì, anh Bình nằm xuống được vài giây, cảm thấy trong người cứ bứt rứt, anh cũng vội vàng dầm mưa chạy theo. Vừa đi được nửa đường, anh bị tiếng hét của Mỹ làm cho kinh hoảng. Anh Bình bàng hoàng, dùng hết sức bình sinh chạy ù qua nhà bà Nhị nhanh nhất có thể. Qua tới nơi, anh thấy vợ mình đang đứng bên cạnh giường bà Nhị. Cả người Mỹ run lên cầm cập, cái đèn pin nằm lăn lóc dưới sàn. Anh vội vàng chạy lại lo lắng hỏi dồn. Sao vậy em? Có chuyện gì vậy? Mỹ chợt quay sang ôm chầm lấy người anh Bình. Cô òa khóc. Những giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài rơi xuống cổ áo anh Bình, làm ướt một mảng lớn. Thấy vợ có thái độ kỳ lạ như thế, anh càng lo lắng trong lòng. Anh Bình đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào sau lưng Mỹ để trấn an cảm xúc của cô. Một lúc sau, Mỹ nói trong tiếng nấc nức nở. Chị Nhị, chết rồi anh ơi. Anh Bình sững sờ, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng Mỹ, chợt khựng lại trong không trung. Im lặng một lúc lâu, sau cùng anh chỉ biết lặng lặng thở dài. Mỹ rời khỏi người anh Bình, kéo áo lên lau nước mắt. Cô khẽ nói. Gọi dì Hoa với cậu Lợi đi anh. Vài phút sau, tin bà Nhị chết được lan truyền rộng rãi. Anh hai và chị ba của bà là ông Lợi và bà Hoa
cũng lần lượt tới nơi. Vừa xuống xe, bà Hoa liền xà tới ôm lấy cái xác của đứa em gái xấu số mà bật khóc nức nở. Tiếng khóc thê lương vang lên rõ mồn một giữa đêm khuya, hòa lẫn trong tiếng mưa rơi xả xích. Trong bà Hoa và ông Lợi cũng có vẻ khắc khổ, dường như cuộc sống cũng không đối đãi dịu dàng với cả hai. Có vài người vì thương cho số phận bạc bẽo của bà Nhị mà lần lượt tới phụ ông Lợi và bà Hoa tổ chức ma chay cho bà. Không nề hà khi đêm vẫn còn dài, trong vài người đó nghiễm nhiên có Mỹ và anh Bình. Dưới sự giúp đỡ của mọi người trong xóm, ma chay của bà Nhị nhanh chóng được diễn ra. Người góp chút tiền nên bà Nhị cũng có được một cái quan tài đơn sơ để nằm yên nghỉ. Bà Hoa bắt tay cảm ơn rối rít từng người đến thắp cho bà Nhị nén nhang đưa tiễn. Cơn mưa đêm qua đã tạnh khi trời gần sáng. Chỉ có điều cả buổi sáng hôm đó và cả buổi chiều vẫn không có một vệt nắng nào. Vạn vật bị nhấn chìm trong một màu xám xịt. Bầu không khí đau buồn như được tô điểm lên càng thương đau. Mỹ ngồi bên quan tài bà Nhị mà khóc rấm rứt. Biết bao nhiêu ký ức về bà Nhị không kìm đặng mà thi nhau ùa về lũ lượt. Bà Nhị gắn liền với cô từ cái hồi cô mới dọn về đây làm vợ anh Bình, ngót nghét cũng đã hơn một năm. Nói thật lòng thì cô coi bà Nhị như tía má trong nhà. Càng thương hơn khi hiểu rõ về cuộc đời hẩm hiu của bà. Tối lửa tắt đèn có nhau biết bao nhiêu ngày trời. Giờ đâm ra thành quen, đụng cái, mai mốt không còn được gặp bà Nhị nữa. Trong lòng Mỹ không kìm được mà xót xa, mà bệnh rịnh. Từng làn gió lạnh thổi nhẹ nhẹ vào người như muốn an ủi tâm trạng đang sa sút của Mỹ. Chợt, cả người Mỹ cứng đờ khi nghe thấy như có như không trong tiếng gió rít một tiếng thở dài nho nhỏ. Nhìn thấy biểu cảm sững sờ trên gương mặt của vợ, anh Bình liền tiến lại lo lắng hỏi: "Em bị làm sao vậy? Ổn không? Anh thấy mặt mày em khó coi dữ lắm." Mỹ lạnh người đứng dậy, rỉ nhỏ vào tai chồng: "Hình như hồi nãy em nghe thấy tiếng gì Nhị thở dài, mà em cũng nghe không rõ nữa, không biết có phải không." Anh Bình trầm ngâm một lúc rồi không nói không rằng. Anh đi lại thắp cho bà Nhị ba nén nhang, đứng đó một lúc lâu, nhìn làn khói lãng đãng che mờ tấm di ảnh của bà Nhị. Anh Bình trầm lắng không nói một lời. Mỹ cũng không biết từ khi nào đã đi đến đứng bên cạnh anh. Thời gian ì ạch chậm trôi, thoáng cái đã đến ngày làm lễ động quan của bà Nhị. Từ cái ngày bà chết cho đến lúc làm lễ động quan, ông trời ngày nào cũng đổ mưa xả xích. Có bữa mưa cả ngày trời, dường như ông trời muốn dùng nước mưa để rửa trôi đi khổ cực mà cả đời bà Nhị phải gánh chịu. Đoàn người đưa tang lũ lượt nối đuôi nhau bước ra khỏi nhà bà Nhị vào lúc giờ lành mà bà Hoa đã đi xem thầy trước đó. Đoàn người lầm lũi đi dưới cơn mưa lâm râm, gió thổi quật mạnh vào người khiến ai cũng thấy lạnh lẽo. Con đường đất bị mưa làm trở nên lầy lội khó đi vô cùng. Những người đạo tỳ phải cẩn thận dò dẫm từng bước chân. Đoạn đường từ nhà bà Nhị đến bãi Tha Ma của làng chỉ vài trăm mét, nhưng phải mất tận 20 phút thì đoàn người mới có thể tới nơi. Mưa lúc này cũng đã nặng hạt hơn, những người đạo tỳ khiêng quan tài bà Nhị tới thẳng bên cạnh cái huyệt đã được người đào sẵn. Bên dưới huyệt đã bị nước mưa dâng lên quá nữa, có một vài người thanh niên nhảy xuống huyệt hỗ trợ tát nước ra bên ngoài. Sợ sẽ chậm trễ mà bỏ lỡ giờ lành, bắt đầu có thêm vài người nữa lục đục nhảy xuống hỗ trợ, trong đó có cả anh Bình. Sau một lúc kỳ công thì cuối cùng quan tài của bà Nhị cũng đã được hạ huyệt an toàn. Mỹ bước đến bên miệng huyệt, nhìn xuống quan tài bà Nhị một lần sau cuối. Trong mắt ngấn nước, gió lạnh thổi qua người,
khiến mái tóc cô bay phất phới phía sau. Mỹ run run cúi người bóc một nắm cát ướt lên. Cô chậm chạp thả nắm cát đó xuống chỗ bà Nhị đang nằm, coi như tiễn bà một đoạn đường sau cuối. Những người khác cũng lần lượt bước tới bên miệng huyệt, dùng tay bóc một nắm cát thả xuống tiễn đưa bà Nhị. Quan tài của bà Nhị dần bị cát ướt phủ kín. Bà Hoa ngồi phịch xuống bên cạnh huyệt mộ của đứa em gái số khổ mà đưa tay bụm mặt khóc không thành tiếng. Nước mắt mặn đắng hòa lẫn với nước mưa chảy qua kẽ tay rơi xuống chỗ bà Nhị đang nằm. Những người đạo tỳ sợ nước mưa tiếp tục làm ngập huyệt mộ của bà Nhị nên họ dùng xẻng tiến hành lấp đất lại. Xẻng đất cuối cùng được đắp lên chỗ đất nhô cao thì trên trời đột ngột nổ đùng một tiếng sấm. Một tia sáng lóe qua như muốn xé toạc bầu trời ra làm hai mảnh. Những người có mặt được một phen hú vía, nán lại thêm vài giây, rồi mọi người cũng lần lượt nối gót ra về. Mỹ và anh Bình là một trong những người ra về sau cuối. Lúc Mỹ quay người rời đi, thì bầu trời lại nổi gió. Cơn gió thổi bay những tờ tiền âm phủ vào không trung. Khung cảnh xung quanh điều hiu, lạnh lẽo, xen lẫn màu trời xám xịt, khiến người trong cảnh không tránh khỏi cảm giác nặng nề. Ẩn trong cơn gió đó, như có như không một tiếng thở dài. Tiếng thở dài nghe như cay đắng, lại như bất lực trước một vận đời lắm nỗi bi ai. Quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Bà Nhị Mù của tác giả Phong Tường trên kênh truyện Bụi Phố. Nếu yêu thích, quý vị đừng quên đăng ký kênh, like và share cho các bạn của mình cùng nghe, cũng như bày tỏ cảm xúc bên dưới phần bình luận sau khi nghe xong truyện nha. Còn bây giờ thì Giang Ngọc xin mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những câu chuyện tiếp theo.